Phương Thúy xin kính chào quý vị đã đến với bản tin thời sự nóng, cập nhật liên tục về tin tức mới nhất trong nước và trên thế giới trên kênh Tin Mới. Bản tin ngày hôm nay sẽ có nội dung gì đáng chú ý? Mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây. Mưa lớn đã ảnh hưởng đến trung và hạ lưu sông Dương Tử kể từ hôm thứ Hai, dự kiến sẽ kéo dài khoảng một tuần. Trung tâm khí tượng quốc gia hôm thứ Ba cảnh báo rằng mưa lớn sẽ ảnh hưởng đến 14 khu vực, bao gồm phía nam tỉnh An Huy, phía đông nam tỉnh Giang Tô và các khu vực khác giáp với Dương Tử, với lượng mưa dự kiến từ 150-200mm vào thứ Ba và thứ Tư. Nhiều khu vực sẽ bị ảnh hưởng vào cuối tuần. Từ chiều muộn ngày thứ Hai, mưa đã gây thiệt hại ở Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, đặc biệt ảnh hưởng đến người dân ở phía bắc thành phố, nơi nhiều đường phố bị ngập lụt. Một phụ nữ 63 tuổi đã chết đuối ở quận Dư Hàng của thành phố hôm thứ Hai khi bà lái xe ba bánh ở vùng nước sâu dưới một cây cầu. Thi thể của bà được tìm thấy sau 20 phút tìm kiếm. Dư Siêu, phát ngôn viên của trụ sở phòng chống lũ lụt và cứu trợ hạn hán Hàng Châu, cho biết đây là trận mưa lớn nhất mà Hàng Châu từng chứng kiến trong những năm gần đây. Mực nước trung bình dài 10cm trước khi mưa. Chúng tôi bắt đầu rút nước từ các con sông trong thành phố vào trưa thứ Hai. Tuy nhiên, lượng mưa vượt quá mong đợi của chúng tôi, Dư cho biết hôm thứ Ba. Chu nói thêm rằng các công nhân sẽ kiểm tra lại hệ thống thoát nước và tiếp tục bơm nước từ các con sông. Sáng thứ Ba, mưa chuyển từ tỉnh Chiết Giang sang Giang Tô, ảnh hưởng đến các thành phố Nam Kinh, Dương Châu, Trấn Giang và Nam Thông. Đến trưa, lượng mưa từ 100-150mm đã đổ xuống một số khu vực của Giang Tô. Một báo động đỏ, mức cao nhất cho mưa lớn, đã được đưa ra ở Nam Kinh và Dương Châu. Hôm thứ Hai, Cục Khí tượng Giang Tô đã cảnh báo người dân về khả năng có mưa liên tục trong tuần tới. Thông tin mới nhất về các điều kiện trên toàn tỉnh sẽ được báo cáo cho các bộ phận liên quan 3 giờ một lần, với các cảnh báo cho người dân được gửi qua tin nhắn, nền tảng trực tuyến và các phương thức khác. Hơn 60 thành phố và khu vực ở tỉnh An Huy cũng bị ảnh hưởng bởi lượng mưa lớn. Thái Hồ và Đồng Thành đã đưa ra cảnh báo đỏ, lượng mưa vượt quá 100mm tại hơn 200 ngôi làng. Mưa lớn và sấm sét cũng được báo cáo ở một số khu vực của Thượng Hải. Mưa lớn dự kiến sẽ ảnh hưởng đến một số nơi ở Thượng Hải vào buổi tối. Phúc Nghị, giám đốc dịch vụ của Cục Khí tượng Thượng Hải cho biết, Vũ Hán, thủ phủ của tỉnh Hồ Bắc, đã chứng kiến lượng mưa lớn vào Chủ nhật và đang chuẩn bị cho lượng mưa lớn hơn trong tuần này. Vào tháng trước, chính quyền thành phố đã phê duyệt kế hoạch 3 năm để xây dựng các công trình thoát nước ở trung tâm Vũ Hán. Thành phố sẽ đầu tư gần 15 tỷ nhân dân tệ để cải thiện hệ thống thoát nước vào năm ngoái. Những trận mưa như chút nước kể từ hôm thứ Năm đã gây ra nguy cơ lũ lụt ở các sông và hồ ở tỉnh Giang Tây, miền đông Trung Quốc, buộc khoảng 14.000 người phải sơ tán vào thứ Bảy. Trụ sở kiểm soát lũ lụt và cứu trợ hạn hán tỉnh Giang Tây cho biết hôm thứ Bảy rằng trận mưa lớn đã gây ra thảm họa lũ lụt ở 125 thị trấn thuộc 14 quận và thành phố, ảnh hưởng đến cuộc sống của 235.000 cư dân. 6 thành phố ở Giang Tây đã nhận được lượng mưa trên 250mm trong 24 giờ trước 7 giờ tối thứ Sáu. Các hồ chứa lớn Vạn An và Junmin của tỉnh đã chứng kiến mực nước vượt ngưỡng nguy hiểm. Quận Bao Giang, nằm cạnh hồ Bao Giang, hồ nước ngọt lớn nhất của Trung Quốc, hôm thứ Bảy đã thông báo khởi động hệ thống ứng phó khẩn cấp để ngăn hồ bị ngập khi mưa lớn tiếp tục. Chính quyền tỉnh đã yêu cầu chính quyền địa phương tăng cường tuần tra dọc theo đê và kè sông trong phòng chống lũ lụt. Mưa bão đã tàn phá miền Nam và miền Đông Trung Quốc trong 5 ngày qua, giết chết 16 người ở tỉnh Hồ Nam. Chính quyền địa phương cho biết hôm thứ Bảy, cơ quan phòng chống lũ lụt và hạn hán tỉnh Hồ Nam cho biết, mưa lớn liên tục bắt đầu tấn công tỉnh miền Trung Trung Quốc hôm thứ Hai là 16 người thiệt mạng. Tính đến thứ Bảy, mưa bão đã ảnh hưởng đến khoảng 880.000 người, làm sập hơn 2.350 ngôi nhà và buộc 15.500 công dân phải di rời ở Hồ Nam. Mưa lớn cũng đã dẫn đến lũ lụt ở các hồ chứa và sông lớn. Mưa bão đã ảnh hưởng đến khoảng 206.800 người ở tỉnh Giang Tây, miền Đông Trung Quốc. Chính quyền địa phương cho biết hôm thứ Bảy, tính đến 11 giờ tối thứ Sáu, trận mưa lớn bắt đầu từ thứ Ba đã tàn phá 27 huyện ở Giang Tây. Trụ sở phòng chống lũ lụt và hạn hán của tỉnh cho biết, chính quyền địa phương đã di rời 6.591 cư dân để tránh rủi ro tiềm ẩn. Trận mưa lớn cũng đã làm hư hỏng hoặc phá hủy 232 ngôi nhà và hủy hoại 17.170 ha hoa màu, đồng thời khiến mực nước sông, hồ dâng cao và nhiều vụ sạt lở đất. Cơ quan phòng chống lũ lụt ở Giang Tây đã cảnh báo lũ lụt vào thứ Năm do nước sông và hồ dâng cao. Bộ chỉ huy cũng ra lệnh cho một số hồ chứa trong tỉnh xả nước khi mực nước đã vượt quá hoặc sắp chạm ngưỡng báo động do mưa lớn. Không có thương vong nào được báo cáo do mưa lớn ở Giang Tây. Các cơ quan khí tượng đã đưa ra một cảnh báo màu vàng vào Chủ nhật về mưa bão ở miền Nam Trung Quốc sẽ kéo dài từ Chủ nhật đến thứ Hai. Cục Khí tượng Trung Quốc CMA cho biết trong một tuyên bố, một phần của các khu vực cấp tỉnh như Hồ Nam, Giang Tây, Quảng Đông và Quảng Tây sẽ hứng chịu lượng mưa lên tới 250mm trong khoảng thời gian 24 giờ. Theo trang web của Văn phòng Trụ sở Phòng chống lũ lụt và Cứu trợ hạn hán quốc gia, cho biết 31 tỉnh và khu tự trị trên cả nước đã phải hứng chịu các mức độ thiên tai lũ lụt khác nhau.
và thiên tai lũ lụt nghiêm trọng ở một số khu vực. Thiên tai lũ lụt đã ảnh hưởng đến 120 triệu người, 774 người chết và 374 người mất tích. 234 thành phố trên cấp quận bị ngập lụt và thiệt hại kinh tế trực tiếp do thiên tai lũ lụt là 314,6 tỷ nhân dân tệ. Năm nay lượng mưa ở Đông Bắc Trung Quốc, hầu hết Bắc Trung Quốc, phía Đông và phía Tây của Tây Bắc Trung Quốc, phía Đông Bắc của Tây Nam Trung Quốc và hầu hết Nam Trung Quốc cao hơn bình thường 15-25%, và lượng mưa trung bình ở Hắc Long Giang và lưu vực sông Tống Hoa trong mùa lũ cao hơn bình thường 35-45%. Năm nay sẽ có ít nhất 9 cơn bão liên tiếp đổ bộ vào Trung Quốc, hơn 400 con sông có lũ trên mực nước cảnh báo, 85 con sông có lũ vượt mực nước đảm bảo và 32 con sông có lũ vượt kỷ lục lịch sử. Lũ lụt lưu vực sông lớn nhất kể từ năm 1984, thượng lưu sông Hun trong lưu vực sông Liêu Hà có lũ lụt 60 năm một lần, và sông Bắc Giang trong lưu vực sông Pơ có lũ lụt trong hơn 30 năm. Tất cả 31 tỉnh, khu tự trị trên cả nước đều phải hứng chịu lũ lụt ở các mức độ khác nhau. Lũ lụt trên núi gây lở đất nghiêm trọng ở một số khu vực. Theo thống kê của Bộ Quốc phòng và xác minh với các ban ngành liên quan, từ đầu năm đến nay cả nước có 120 triệu người bị ảnh hưởng bởi thiên tai lũ lụt, 774 người chết do thiên tai, 374 người mất tích, 530.000 ngôi nhà bị sập, 11.901.000 hecta hoa màu bị thiệt hại và 6.623.000 người bị ảnh hưởng, 1.241 hồ chứa, 37.000 con đê, 53.000 kè bờ, 7.187 cửa cống bị hư hại, 234 thành phố trên cấp quận bị ngập lụt và thiệt hại kinh tế trực tiếp do thiên tai lũ lụt là 314,6 tỷ nhân dân tệ. Theo thống kê, tổng số 9,66 triệu người đã tham gia ứng cứu khẩn cấp, 100.000 chuyến tàu cứu hộ, 680.000 chuyến thiết bị vận chuyển, 350.000 chuyến máy móc thiết bị, 99,63 triệu bao dệt được tiêu thụ và 39,78 triệu hecta đất canh tác bị thiệt hại, đã di rời 11,12 triệu người khỏi vùng nguy hiểm, cứu 1,95 triệu người bị lũ lụt, giảm 37,87 triệu người bị thiên tai, tránh thiệt hại 20,29 triệu tấn lương thực, giảm nhẹ thiên tai khoảng 236,2 tỷ đồng nhân dân tệ. Đầu tiên, thiên tai lũ lụt nói chung là nhẹ, so với giá trị trung bình kể từ năm 2020. Các chỉ số chính của thiên tai lũ lụt từ đầu năm đến nay là số người bị ảnh hưởng ít hơn 30%, số người chết ít hơn 70%, nhà sập giảm 70%, diện tích hoa màu thiệt hại ít hơn 10%, thiệt hại kinh tế trực tiếp chiếm 10% so với GDP năm trước, nhỏ hơn 0,98%. Thứ hai, thiên tai ở vùng Đông Bắc rất nghiêm trọng. Mùa mưa năm nay ở hầu hết các vùng Đông Bắc Trung Quốc đến sớm, lượng mưa lớn, lũ lụt trên diện rộng, kéo dài và thiên tai lũ lụt nghiêm trọng. Tại Hắc Long Giang, Cát Lâm, Nội Mông Miền Đông và Liêu Ninh, tổng cộng 10,3 triệu người bị ảnh hưởng, 136 người chết, 108 người mất tích, 126.000 ngôi nhà bị sập, 3.927.000 hecta hoa màu bị ảnh hưởng, 2.619.000 hecta bị hư hại và thiệt hại kinh tế trực tiếp là 59,1 tỷ nhân dân tệ. Trong số đó, thiệt hại do lũ lụt ở lưu vực sông Song Liêu gấp 3 lần giá trị thiệt hại trung bình hàng năm trong những năm qua và là mức nặng nhất kể từ năm 1998. Lũ quét cục bộ ở Phú Thuận, Liêu Ninh, Hoa Điếm, Cát Lâm và những nơi khác gây thương vong đặc biệt nặng nề. Thứ ba, thiên tai do bão thường xuyên xảy ra và tái diễn. Năm nay có nhiều bão, gió mạnh, mưa lớn và thiên tai nặng nề tại 12 tỉnh và khu tự trị bao gồm Thượng Hải, Giang Tô, Chiết Giang, An Huy, Phúc Kiến, Giang Tây, Hồ Nam, Quảng Đông, Quảng Tây và Hải Nam. Một tổng số 47,59 triệu người bị ảnh hưởng và 168 người chết, 63 người thiệt mạng hoặc mất tích, 78.000 ngôi nhà bị sập và thiệt hại kinh tế trực tiếp lên tới 125 tỷ nhân dân tệ. Thứ tư, các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất tương đối tập trung. Ngoài vùng Đông Bắc, thiệt hại kinh tế trực tiếp do thiên tai lũ lụt gây ra ở 6 tỉnh gồm Chiết Giang, Phúc Kiến, Quảng Đông, Tứ Xuyên, Thiểm Tây và Cam Túc lên tới 197,7 tỷ nhân dân tệ, chiếm khoảng 63% tổng thiệt hại toàn quốc và 544 người thiệt mạng hoặc mất tích, chiếm khoảng một nửa tổng số toàn quốc. Thứ năm, tỷ lệ tử vong do lũ sông vừa và nhỏ và thiên tai lũ lụt trên núi cao. Lũ lụt và lũ lụt trên các con sông vừa và nhỏ do mưa lớn cục bộ đã giết chết 560 người, chiếm 72% tổng số người chết trong thiên tai lũ lụt và là nguyên nhân chính gây ra cái chết do lũ lụt. Lũ lụt và là nguyên nhân chính. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp những thắc mắc giúp quý vị. Nếu quý vị thấy hay thì hãy nhấn like và nhấn biểu tượng chuông phía dưới để không bỏ lỡ những video mới nhất của 30 tập chúng tôi nhé. Hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo của Tin Mới.
Đài quan sát khí tượng quận Mật Vân ở phía đông bắc thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc đã ban hành cảnh báo cao nhất về tình hình mưa bão vào lúc 9 giờ sáng ngày hôm qua theo giờ địa phương. Dự báo nhiều khu vực sẽ chứng kiến những trận mưa như chút nước. Sáng nay, ba quận ở thủ đô Bắc Kinh cùng Thuận Nghĩa, Bình Cốc, Mật Vân đã đồng loạt ban bố báo động đỏ về mưa bão khi các đợt mưa lớn được dự báo sẽ kéo dài đến tối cùng ngày. 9 giờ sáng nay, lượng mưa ghi nhận được tại một nhà ga ở quận Mật Vân đã vượt qua 200mm. Trong khi đó, khu vực miền Đông Trung Quốc cũng đã được đặt trong trạng thái báo động cao nhất khi bão số 3 tiếp tục đổ bộ. Cơ quan chỉ huy phòng chống lũ lụt của tỉnh Chiết Giang đã nâng mức đối phó khẩn cấp với bão số 3 lên mức cao nhất. Trung tâm khí tượng quốc gia của Trung Quốc dự báo tỉnh Chiết Giang, thành phố Thượng Hải, tỉnh Giang Tô cùng nhiều khu vực ở miền Đông Trung Quốc sẽ hứng chịu mưa, gió mạnh, thậm chí nguy cơ ngập lụt. Để đảm bảo an toàn cho công tác phòng chống bão, ít nhất 1,65 triệu dân ở Chiết Giang đã được sơ tán. Trước đó, bão Pháo Hoa đổ bộ lần 2, nhiều nơi ở Trung Quốc lụt nặng. Bão Pháo Hoa đổ bộ lần 2 vào Chiết Giang, Trung Quốc hôm vừa qua đã khiến nhiều tuyến giao thông ngừng hoạt động và hàng chục ngàn người phải đi sơ tán. Theo dữ liệu từ trang weather.com, bão Pháo Hoa đã đổ bộ vào thành phố Bình Hồ thuộc Chiết Giang, Trung Quốc với vận tốc gió ở cấp 9. Việc bão Pháo Hoa hay còn có tên khác là bão số 3 đã đổ bộ lần 2 đã buộc chính quyền nhiều tỉnh thành phố thuộc miền Đông Trung Quốc phải nâng mức cảnh báo thiên tai, đồng thời ngừng hoạt động các tuyến tàu cao tốc nối lên nhiều thành phố như Thượng Hải, Hàng Châu và Ninh Ba. Tại làng Lâm Phong ở ngoại ô thành phố Kim Hoa thuộc Chiết Giang, mưa lớn đã khiến đất đá trên các ngọn đồi sạt lở và chắn nhiều con đường dẫn vào đây, buộc các cơ quan chức năng phải triển khai lực lượng cứu hộ tới hiện trường khai thông đường. Trong khi đó, chính quyền thành phố Gia Hưng ở Chiết Giang cho biết, bão Pháo Hoa đổ bộ lần 2 đã khiến 155.000 người dân phải đi sơ tán, 267 hecta hoa màu bị thiệt hại. Thiệt hại trực tiếp về kinh tế do bão gây ra ở thành phố này là 4,67 triệu nhân dân tệ. Mưa lũ Trung Quốc, người chết gia tăng, thêm cảnh báo ảm đạm. Trịnh Châu, Tân Hương, An Dương và Hạc Bích, bốn thành phố bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất ở Hà Nam đang quay lại trạng thái bình thường. Tại Trịnh Châu, thành phố đầu tiên bị ảnh hưởng trong đợt mưa lũ này, 330 trên tổng số 339 tuyến xe buýt đã hoạt động trở lại. Tuy nhiên, hệ thống tàu điện ngầm của thành phố này vẫn bị ngưng. Theo Global Times, mưa lớn đã tàn phá 1.558 thị trấn trên khắp Hà Nam, làm ảnh hưởng cuộc sống của 12,9 triệu người. Chính quyền tỉnh này cho biết trong buổi họp báo chiều ngày hôm qua, thiệt hại kinh tế trực tiếp từ đợt mưa lũ bất thường này đã tăng lên khoảng 11,013 tỷ đô la Mỹ. Cũng trong cùng ngày, mưa lớn được dự báo tiếp tục trút xuống Hà Nam với các thành phố bị ảnh hưởng nặng nề nhất gồm Tiền Giang, Chu Mạ Điếm, Chu Khẩu, Thương Khâu, Khai Phong, Bộc Dương, Tân Hương, An Dương và Hạ Bích, nhiều khả năng tiếp tục hứng lượng mưa cao nhất. Điều này sẽ gây khó khăn cho công tác cứu hộ cũng như nỗ lực tiếp tế nước uống và lương thực. Theo ABC News, trực thăng quân sự đang được sử dụng để mang nước uống, thuốc, thực phẩm cho khoảng 20.000 cư dân ở những khu vực khó tiếp cận. Trong khi đó, phần lớn Thượng Hải rơi vào trạng thái tê liệt khi bão Pháo Hoa tiếp tục hoành hành thành phố này sau khi đổ bộ thành phố Chusan gần đó vào ngày hôm trước. Nhiều cư dân Thượng Hải hiện đang làm việc tại nhà, điều thậm chí không xảy ra trong khủng hoảng COVID-19. Theo báo South China Morning Post, chưa có báo cáo thương vong tại Thượng Hải, nhưng bão Pháo Hoa đã gây ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân nơi đây khi khiến đường xá lụt lội, làm gián đoạn một phần hệ thống tàu điện ngầm. Theo Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc, các tỉnh Chiết Giang và Giang Tô cùng Thượng Hải đều ở phía đông Trung Quốc sẽ tiếp tục bị ảnh hưởng bởi mưa to và gió lớn trong vài ngày tới. Trung Quốc hồi chuông cảnh báo từ mưa lũ. Tỉnh Hà Nam, Trung Quốc hôm vừa qua đối mặt thêm các trận mưa lớn sau khi lũ lụt nghiêm trọng, khiến ít nhất 133 người thiệt mạng, 380.000 người đi sơ tán và 3 triệu người bị ảnh hưởng. Giới chức tỉnh Hà Nam cho biết thêm, mưa to xảy ra từ cuối tuần vừa rồi còn gây thiệt hại kinh tế lên đến 1,22 tỷ nhân dân tệ, khoảng 4.343 tỷ đồng cho địa phương. Con số thương vong có thể tiếp tục tăng trong bối cảnh thời tiết còn xấu và hoạt động cứu hộ vẫn đang diễn ra. Hơn 6.000 lính cứu hỏa và 2.000 binh sĩ đã được huy động để khắc phục hậu quả thiên tai. Thành phố Trịnh Châu, thủ phủ của tỉnh, có 99 triệu dân này là một trong những nơi bị thiệt hại nghiêm trọng nhất khi phải hứng chịu lượng mưa lên đến 617,1mm trong ngày qua, gần bằng tổng lượng mưa trung bình hàng năm 640,8mm.
Ít nhất 112 người đã thiệt mạng trong một vụ tàu điện ngầm bị ngập nước ở thành phố này hôm vừa qua. Cũng trong ngày này, lượng mưa trút xuống Trịnh Châu trong một giờ tương đương 1/3 lượng mưa được ghi nhận tại đó trong cả năm. Theo đài CNN, trạm khí tượng thành phố Trịnh Châu đã mô tả lượng mưa này là ngàn năm có một. Trong khi đó, Sở Thủy lợi tỉnh Hà Nam ghi nhận lượng mưa tại một số khu vực là 5.000 năm mới có một lần. Nhiều thành phố nhỏ hơn cũng bị mưa lũ tàn phá nghiêm trọng. Tại thành phố Củng Nghĩa, mưa lớn khiến 4 người thiệt mạng, làm sập nhiều ngôi nhà và gây lở đất nghiêm trọng, cản trở hoạt động cứu hộ. Còn tại thành phố Tân Hương, mực nước cho con sông dâng cao hơn mức cảnh báo và 7 hồ chứa tràn bờ, ảnh hưởng đến cuộc sống của khoảng 470.000 người dân. Theo báo South China Morning Post Hồng Kông, bão pháo hoa đang di chuyển đến Trung Quốc được cho là nguyên nhân dẫn đến các trận mưa khủng nói trên. Ngoài ra, thành phố Trịnh Châu nằm bên bờ sông Hoàng Hà, con sông dài thứ hai ở Trung Quốc, và đây là lý do khác khiến việc kiểm soát lũ lụt tại khu vực trở nên khó khăn hơn. Quốc gia đông dân nhất trên thế giới này dựa vào các đập và hồ chứa nhân tạo để giảm thiểu lũ lụt. Nhưng với lượng mưa cực lớn, các con đập không thể giữ được nước. Trung Quốc chứng kiến mưa lũ nghiêm trọng hàng năm. Riêng trong năm ngoái, thiên tai này đã khiến hơn 200 người thiệt mạng hoặc mất tích và gây thiệt hại trực tiếp lên đến 25 tỷ đô la Mỹ. Vấn đề là theo thời gian, biến đổi khí hậu và tốc độ đô thị hóa nhanh chóng khiến tác động của mưa lũ thêm nghiêm trọng. Một số chuyên gia nhận định những trận mưa lũ mới nói trên đã gióng lên hồi chuông cảnh báo cho Trung Quốc về hậu quả của biến đổi khí hậu. Theo họ, biến đổi khí hậu đồng nghĩa rằng trái đất đang ấm dần lên nên nước bốc hơi nhiều hơn, dẫn đến khối lượng nước lớn hơn trong khí quyển, từ đó làm tăng nguy cơ mưa lớn. Thay đổi trước khi quá muộn, những trận lũ lụt chết chóc ở Trung Quốc và Đức như một lời cảnh tỉnh rằng biến đổi khí hậu đang khiến thời tiết ngày càng khắc nghiệt trên toàn cầu và cần có những thay đổi đáng kể để chuẩn bị cho những kịch bản tương tự trong tương lai. Chính phủ các nước trước hết nên nhận ra rằng cơ sở hạ tầng được xây dựng trong quá khứ hoặc thậm chí là thời gian gần đây dễ bị tổn thương bởi những hiện tượng thời tiết khắc nghiệt này. Ông Eduardo Aravan, đồng viện trưởng Viện Chính sách nước thuộc Chương trình Chính sách Công lý Quang Diệu Singapore, nói với hãng tin Reuters. Theo một nghiên cứu mới đăng trên tạp chí Rofisical Research Letter Mỹ, biến đổi khí hậu có khả năng làm tăng số lượng các cơn bão lớn và di chuyển chậm. Tại châu Âu, những cơn bão loại này có thể nán lại lâu hơn tại một khu vực và gây ra lũ lụt nghiêm trọng như ở Đức và Bỉ mới đây. Vì thế, ông Fred Matterman, chuyên gia tại Viện Potsdam về nghiên cứu tác động khí hậu Đức cho rằng các quốc gia cần có những bước đi nhằm thích ứng tốt hơn với biến đổi khí hậu như củng cố đê điều, ngăn lũ, điều chỉnh hạ tầng. Bên cạnh đó, cần cải thiện hiệu quả các hệ thống cảnh báo lũ lụt để giúp người dân có đủ thời gian chuẩn bị ứng phó. Trong khi đó, ông Ko Tiet Yong, nhà khoa học về thời tiết và khí hậu tại Trường Đại học Khoa học Xã hội Singapore, nhận định cần có đánh giá tổng thể về các hệ thống sông nước tại những khu vực bị ảnh hưởng bởi biến đổi khí hậu. Lũ lụt thường xảy ra do sự kết hợp của hai yếu tố gồm lượng mưa lớn hơn bình thường và các sông không đủ khả năng thoát lượng nước mưa nhận thêm. Trong những ngày qua, nhiều quốc gia tại châu Á, từ Trung Quốc, Philippines tới Ấn Độ đều đã phải hứng chịu sự hoành hành của một trong những hiện thân tàn khốc nhất của sự thay đổi khí hậu, đó là những trận mưa lũ nghiêm trọng. Thành phố Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam của Trung Quốc vừa phải hứng chịu cơn lũ được mệnh danh là nghìn năm có một. Không những vậy, một cơn siêu bão mới lại đổ bộ vào đất nước này. Những cơn mưa xối xả kèm theo nước lũ cũng đã nhiều ngày đổ xuống quốc đảo Philippines và quốc gia Ấn Độ, khiến hàng vạn người dân hai nước này phải sơ tán và hàng trăm người tử vong. Ngoài ra, không chỉ châu Á mà cả những quốc gia Tây Âu như Anh, Đức hay Bỉ cũng đang trong hoàn cảnh này. Trong bối cảnh mà cả thế giới vẫn đang vật lộn chiến đấu với cơn đại dịch toàn cầu, thì những trận lũ này làm nhiều người không khỏi lo sợ về một ngày tận thế đang cận kề. Chúng ta hãy cùng cầu nguyện và bắt đầu chuẩn bị cho những kịch bản tương tự trong tương lai. Thưa quý vị, dữ liệu về thiệt hại do thảm họa thiên tai ở Trung Quốc trong 9 tháng qua được Bộ Quản lý Khẩn cấp công bố. Tân Hoa Xã đưa tin thương vong do thảm họa thiên tai ở Trung Quốc đã giảm trong 9 tháng qua, bất chấp lũ lụt nghiêm trọng trong thời gian này. Ở Trung Quốc, tổng cộng 578 người đã thiệt mạng hoặc mất tích do thiên tai trong 9 tháng qua, giảm 33,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Khoảng 130 triệu người đã bị ảnh hưởng trong 3 quý qua, tăng 12,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Khoảng 83.000 tòa nhà đã bị phá hủy trong những thảm họa như vậy, giảm 33% so với cùng kỳ năm ngoái.
nhiều trận lũ lụt ở Trung Quốc đã xảy ra nghiêm trọng trong 3 quý đầu năm, với 45 trận mưa lớn trên toàn quốc và lượng mưa trung bình đạt 622mm, tăng 13% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt mức cao thứ hai kể từ năm 1961. Lũ trên 836 con sông ở 26 tỉnh và 7 lưu vực sông lớn ở Trung Quốc đã vượt mức cảnh báo, trong đó 267 con sông đã vượt mức an toàn và 77 con sông đạt mức cao kỷ lục, nhiều hơn 80% so với mức trung bình trong những năm trước và là con số cao nhất kể từ năm 1998. Trận lũ lịch sử năm 1998 ở Trung Quốc khiến hơn 100 triệu người và 1.000 hecta hoa màu ảnh hưởng, hơn 3.700 người thiệt mạng, thiệt hại kinh tế khoảng 24 tỷ đô la Mỹ. Theo thời báo Hoàn Cầu, thảm kịch xảy ra hôm vừa qua trong một cuộc thi marathon đường núi ở tỉnh Cam Túc, Tây Bắc Trung Quốc. Hãng tin Hoa Xã xác nhận có tổng số 172 người tham gia cuộc thi chạy marathon trên quãng đường núi 100 km ở thành phố Bạch Ngân, tỉnh Cam Túc. Trong đó, 21 người đã thiệt mạng và 8 người khác phải nhập viện, nhưng tình trạng đã ổn định. Cuộc chạy Việt dã cuối tuần đã trở thành một trong những sự kiện thể thao chết chóc nhất trong lịch sử Trung Quốc. Trong danh sách những người tử vong có Liang Jing và Huang Guangjun, hai vận động viên chạy Việt dã hàng đầu của Trung Quốc. Yang Shuchen, thị trưởng thành phố Bạch Ngân, tỉnh Cam Túc, nơi thảm kịch xảy ra, đã gửi lời xin lỗi đến các gia đình của nạn nhân. Theo hãng thông tấn nhà nước Trung Quốc China News, Cục Khí tượng tỉnh Cam Túc có đề cập trong bản tin thời tiết quan trọng phát ngày hôm trước rằng vào ngày mai tỉnh Cam Túc có gió mạnh và dông, nhiệt độ giảm và có mưa, đồng thời lưu ý người dân chú ý đề phòng mưa lớn, mưa đá, sét, gió mạnh. Sáng ngày hôm sau khi thảm họa xảy ra, China liên hệ với Cục Khí tượng huyện Cảnh Thái để xác nhận được cơ quan này là đơn vị phụ trách cung cấp thông tin thời tiết phục vụ cho giải Bun Chai Chai ở địa phương. Theo đó, đơn vị này đã gửi thông điệp cập nhật riêng biệt về điều kiện thời tiết ở địa điểm cuộc thi đến ban tổ chức sự kiện. Theo đó, những thông tin được cập nhật bao gồm dự báo nhiệt độ thấp nhất và cao nhất, cấp độ gió, nhưng lại hoàn toàn không có thông tin về khối không khí lạnh xâm nhập. Đây được cho là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến thảm họa tàn khốc nhất trong lịch sử của thể thao Trung Quốc. Khối không khí lạnh xâm nhập bất ngờ gây ra mưa đá và gió mạnh khi cuộc đua đã được bắt đầu và đi vào chặng đua khó khăn nhất. Thời điểm tập kết CP2 đến CP3 trước điều kiện thời tiết cực đoan, chặng đua này biến thành chặng đua tử thần, cướp đi sinh mạng của 21 tuyển thủ, trong đó có những nhà vô địch của môn chạy đường dài Trung Quốc. Vậy tại sao cả Cục Khí tượng lẫn ban tổ chức đều không có được thông tin về khối không khí lạnh xâm nhập chết người này? Theo Cục trưởng của Cục Khí tượng huyện Cảnh Thái, Lưu Gentu, đoạn đường đua mà các tuyển thủ gặp nạn nằm trong khu vực của thắng cảnh Hoàng Hà Thạch Lâm. Đây là khu vực hầu như không có người dân sinh sống, nên đây là phạm vi dự báo thời tiết dày ngày. Những hiện tượng thời tiết thay đổi đột ngột khi khối không khí lạnh xâm nhập không nằm trong trạng thái theo dõi thời tiết nên sẽ không được cập nhật. Một trong những vấn đề xảy ra với cơ thể khi bị hạ thân nhiệt, đấy là tạo ra ảo giác. Đây chính là nguyên nhân chính dẫn đến cái chết thảm thương của 21 vận động viên Trung Quốc. Theo lời kể của Lâm Áo, vận động viên trực tiếp phát hiện và tham gia cứu hộ Lương Cảnh, vận động viên hàng đầu Trung Quốc này chết vì rét sau khi bị ngã trên đường đua. Thời tiết cực đoan khiến hầu hết các vận động viên đều phải quay đầu trước khi đến lượt CP3. Đây là con đường dốc đứng. Khi lên đã khó, đi xuống lại càng khó. Khi cơ thể bị hạ, thân nhiệt sẽ phát sinh ảo giác. Các vận động viên nghĩ mình vẫn đi đúng đường, trong khi đó lại bước chệch đường và rơi xuống vực. Đường đua ở đây rất nhỏ, chỉ rộng khoảng 50cm nên trong tình trạng mất sức, không tỉnh táo kèm theo ảo giác, thảm họa xảy ra là điều khó tránh khỏi. Với những vận động viên hàng đầu như là Lương Cảnh, dẫu sức khỏe tốt nhưng không thể kiểm soát được ảo giác phát sinh từ hạ thấp thân nhiệt cùng với quan niệm phải đi cho ấm người, nằm lại giữa giá rét, chết rét nên từng bước đi trên con đường tử thần. Trong thảm cảnh này, các lực lượng cứu hộ được triển khai cực nhanh với số lượng lớn, song công tác tìm kiếm lại cực kỳ khó khăn khi đa số những trường hợp tử vong đều rơi chệch ra ngoài đường đua. Rất nhiều vận động viên đã được tìm thấy khi đang nằm hôn mê trên đường. Cá biệt có người hôn mê gần 3 tiếng và sau đó được cứu sống. Song, với những người ngã ra khỏi đường đua vì ảo giác, công tác tìm kiếm cứu hộ trở nên cực kỳ khó khăn, dẫn đến số lượng tử vong nhiều kỷ lục.
Trả lời phỏng vấn trên tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng, một người sống sót đã nói nhà chức trách không hề thông báo về nguy cơ thời tiết xấu cũng như giá rét bất ngờ ập đến. Người này nói anh vẫn cố gắng chạy tiếp khi thời tiết xấu đi. Trên đường anh nhìn thấy từng người một ngã xuống, ngay cả những vận động viên có kinh nghiệm. Vận động viên giấu tên nói, anh cố gắng chạy tiếp vì nghĩ đến khoản phí tham gia là 1.600 nhân dân tệ, tương đương là khoảng 5,7 triệu đồng. Khi nghĩ lại về lúc đó, tôi chỉ muốn tự trách mình, người này nói. Trong một đoạn đường chạy, các vận động viên phải leo lên độ cao 1.000m trong quãng đường 8 km, mặt đường đầy đá, bùn đất, trong khi bầu trời âm u, gió mạnh, mưa lớn và tầm nhìn hạn chế. Người này nói rằng từ đoạn đó chỉ có một đoạn đường lên chứ không có đường xuống, cung đường đó khó đi đến mức xe máy cũng không leo lên được. Người sống sót kể lại rằng, khi không còn có thể đứng vững vì giá rét, tôi cố gắng tìm nơi ẩn nấp, lấy một chiếc chăn mỏng để giữ nhiệt nhưng bị gió thổi bay. Tôi thấy chăn của những người khác bị gió xé thành nhiều mảnh, vận động viên này nói. Anh có lúc không còn cảm nhận thấy tay chân lưỡi cũng tê cứng, may mà tôi vẫn có thể trèo xuống nếu không đã chết vì hạ thân nhiệt, người này nói. Ngoài việc bị hạ thân nhiệt, một nạn nhân tử vong do chấn thương sau khi ngã từ trên cao xuống mà không việc gì. Một người sống sót khác cho biết đây không còn là cuộc chạy việt dã nữa mà là cuộc chiến sinh tồn, người này nói. Mình cảm thấy may mắn khi vẫn có thể sống sót trở về. Kính thưa quý vị, vỡ đập ở thành phố Hulunbuir, Nội Mông, phía Bắc Trung Quốc xảy ra do mưa lớn vào cuối tuần qua. Hai con đập ở hồ chứa Yongyan và Xingfa tại kỳ tự trị dân tộc Đông Momrin Dawa ở Hulunbuir, khu tự trị Nội Mông bị vỡ hai ngày trước khi mực nước sông Nomin tiếp tục dâng cao vì mưa lớn. Tờ Nhân dân Nhật Báo đưa tin, vụ vỡ đập ảnh hưởng tới 16.660 người, làm ngập 21.708 ha đất nông nghiệp và phá hủy 22 cây cầu, 124 cống và 15,6 km đường cao tốc. Đến 20 giờ đêm cùng ngày, Cơ quan Quản lý Phòng chống lũ lụt quốc gia Trung Quốc đã ban bố ứng phó khẩn cấp cấp độ 3 và cử một nhóm công tác đến hiện trường để hướng dẫn và hỗ trợ xử lý tình huống khẩn cấp địa phương. Trước vụ vỡ hai đập ở Nội Mông, người dân địa phương đã được sơ tán đến những nơi an toàn. Chưa có thông tin về thương vong cho tới thời điểm tin tức được đăng tải. Thời báo Hoàn Cầu cho hay đỉnh lũ đã qua và những thiệt hại về kinh tế vẫn đang được thống kê. Bộ Thủy lợi Trung Quốc cho biết tổng dung tích nước từ hồ chứa nước có hai con đập bị vỡ là 46 triệu mét khối. Theo bộ này, lượng mưa ở Hulunbuir vào cuối tuần ở mức trung bình 87mm và nhiều nhất là 223mm tại trạm quan trắc Morin Dawa. Đoạn phim được đăng tải trên mạng xã hội Trung Quốc cho thấy một trong những con đập vỡ bị nước cuốn trôi hoàn toàn, làm ngập các cánh đồng gần đó. Trung Quốc có hơn 98.000 hồ chứa để điều tiết lũ lụt, sản xuất điện và tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận chuyển. Hơn 80% hồ chứa trong số này có tuổi đời từ 4 thập kỷ trở lên. Lũ lụt nghiêm trọng gây ra vụ nổ ở nhà máy nhôm Trung Quốc. Vụ nổ lớn tại một nhà máy nhôm bị ngập lụt ở miền Trung Trung Quốc đã được camera ghi lại. Newsweek đưa tin, đoạn phim do camera ghi lại cho thấy khoảnh khắc kinh hoàng quả cầu lửa bao trùm một nhà máy hợp kim nhôm ở miền Trung Trung Quốc. Nhà máy phát nổ giữa lúc khu vực này đang trong cảnh lũ lụt nghiêm trọng. Chính quyền thành phố Đăng Phong thuộc Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam cho biết vụ nổ xảy ra vào lúc 6 giờ sáng ngày 20 tháng 7 tại một công ty hợp kim nhôm ở thị trấn Cảo Thành, thuộc sở hữu của tập đoàn Đăng Phong Power. Trước đó, vào khoảng 4 giờ sáng, sông Jing gần đó đã bị vỡ bờ gây lũ lụt nghiêm trọng. Nước lũ tràn tới nhà máy, làm sập các bức tường xung quanh, sau đó tràn vào các bể hợp kim chứa dung dịch nhiệt độ cao. Đây là nguyên nhân chính dẫn đến vụ nổ. Vụ việc nghiêm trọng diễn ra trong bối cảnh những trận mưa như chút tiếp tục dội xuống khắp các vùng trên toàn Trung Quốc. Cơ quan thời tiết tỉnh Hà Nam mô tả các cơn mưa lớn gần đây đã vượt qua các con số kỷ lục trong lịch sử. Trong 3 ngày liên tiếp, tính đến 11 giờ sáng ngày hôm sau, các khu vực của tỉnh Hà Nam ghi nhận lượng mưa lên tới 51cm, riêng ở Đăng Phong là 29cm, theo dữ liệu của Cơ quan Khí tượng Hà Nam. Hôm qua, Văn phòng Thời tiết đã đưa ra cảnh báo mưa lớn màu vàng, nhưng sau đó nhanh chóng tăng cấp lên mức màu đỏ cho 2 ngày tiếp theo. Thưa quý vị, trận lở đất ở khu vực đồi núi một huyện ở Hồ Bắc đã phá hủy 3 ngôi nhà, chôn vùi 9 người sớm nay. Chính quyền thành phố Hoàng Cương, tỉnh Hồ Bắc đã điều động 8 xe cứu nạn, 48 lính cứu hỏa đến hiện trường lở đất tại thôn Viên Sơn, huyện Hoàng Mai, ngoại ô thành phố. Hiện chưa rõ tình hình những người gặp nạn. Hơn 40 người dân trong thôn đã được sơ tán.
từ nửa đêm tới 6 giờ sáng nay, thị trấn Đại Hà của huyện Hoàng Mai hứng chịu lượng mưa lên tới 353mm. Lượng mưa trút xuống toàn Hoàng Mai lên tới 200mm. Mưa lớn khiến gần 500 học sinh trong huyện không thể tới trường thi đại học, nơi ngập sâu tới 1,6 mét. Chính quyền phải điều máy xúc tới đưa các em đi thi. Từ đầu mùa mưa tới nay, huyện Hoàng Mai xảy ra 4 đợt mưa lớn, lượng nước lên tới 623,5mm, gấp 2,5 lần lượng mưa trung bình hàng năm. Chính quyền huyện nâng cảnh báo cứu nạn từ cấp 4 lên cấp 3. Từ đầu tháng tới nay, lượng mưa trút xuống Hồ Bắc, An Huy, Chiết Giang và Trùng Khánh đạt mức cao nhất từ năm 1961. Với lượng mưa, một số nơi cao gấp 2-3 lần trung bình năm. Trong những ngày qua, tình hình mưa lũ lớn liên tiếp tại Trung Quốc kèm theo những quan ngại về nguy cơ vỡ đập thủy điện lớn nhất thế giới, đập Tam Hiệp, đã thu hút sự quan tâm và theo dõi đặc biệt của dư luận quốc tế. Trong video hôm nay, tin mới xin được chuyển đến quý vị những thông tin mới nhất liên quan đến vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ngay sau đây. Một tháng mưa liên hồi, mực nước sông vượt báo động cao nhất. Theo The Global Times, sau một tháng mưa lớn gần như liên tục, mực nước ở các sông Dương Tử, Hoài Hà cũng như các hồ Động Đình, Hồ Bà Dương và Hồ Thái Hồ đã vượt qua mức báo động cao nhất. Các khu vực từ Trùng Khánh, Giang Tây, An Huy, Hồ Bắc, Hồ Nam, Giang Tô và Chiết Giang bị lũ lụt nghiêm trọng, gây thương vong và thiệt hại tài sản. Trước tình hình đó, Chủ tịch Tập Cận Bình đã khẳng định Trung Quốc đang bước vào giai đoạn kiểm soát lũ quan trọng và chỉ đạo cấp ủy và chính quyền các cấp tăng cường trách nhiệm đi đầu để hướng dẫn công tác kiểm soát lũ, tăng cường phối hợp phân bổ nhân lực và vật tư khoa học và bảo vệ tính mạng của cải của người dân. Đồng thời, nhà chức trách các địa phương phải nghĩ ngay cho kế hoạch tái thiết, phục hồi, hỗ trợ nạn nhân để người dân sớm quay trở lại cuộc sống bình thường, đảm bảo người nghèo không rơi trở lại vào tình trạng nghèo khó sau thảm họa. Theo đó, Tân Hoa Xã cho biết mực nước báo động đã vượt mức cao nhất từng ghi nhận năm 1998 tại hồ nước ngọt lớn nhất Trung Quốc, Hồ Bà Dương, tỉnh Giang Tây. Các chuyên gia về cứu trợ thiên tai cho rằng tăng trưởng kinh tế đã khiến Trung Quốc dễ bị lũ lụt và dễ bị tổn thất lớn hơn. Giang Tây đã bước vào tình trạng thời chiến với mức cảnh báo lũ lụt ở mức cao nhất. Nhà chức trách và người dân tất cả đều trắng đêm hộ đê bằng bao cát và liên tục kiểm tra các vị trí đê sung yếu dọc theo hồ Bà Dương. Đại Hồng Thủy năm 1998 liệu có lặp lại? Thưa quý vị và các bạn, sông Dương Tử ở Trung Quốc hay còn gọi là sông Trường Giang, vốn có lượng mưa và đỉnh lũ cao nhất thường xảy ra vào giữa mùa lũ, hiện đang ở trong tình trạng báo động, khiến nhiều người lo ngại khả năng lặp lại trận lụt lớn như năm 1998. Theo tờ báo Hoàn Cầu, công chúng theo dõi chặt tình hình đập Tam Hiệp trên sông Dương Tử, xem có thể giữ được nước lũ và liệu Trung Quốc có xảy ra ngập lụt thảm khốc như 25 năm trước không. Các chuyên gia cứu trợ thiên tai chỉ ra tăng trưởng kinh tế khiến Trung Quốc dễ bị tác động bởi lũ lụt và tổn thất lớn hơn. Nhưng đập Tam Hiệp đã giúp lưu vực sông Dương Tử an toàn hơn nhiều. Với đập Tam Hiệp, theo trấn an công chúng của các chuyên gia, thảm họa quy mô như trận Đại Hồng Thủy năm 1998 ở Trung Quốc dường như không có khả năng xảy ra với sông Dương Tử. Các khúc sông của Dương Tử an toàn hơn nhiều so với năm 1998, chuyên gia Zhang Buting nhận định. Trong bối cảnh sức ép của nước lũ ở khu vực Trung và Hạ Lưu sông Dương Tử, Ủy ban Thủy lợi Trường Giang đã giảm lượng xả từ hồ chứa Tam Hiệp xuống 19.000 m khối mỗi giây. Lượng xả sẽ được điều chỉnh phù hợp với lượng mưa sắp tới. Hồ chứa Tam Hiệp đã giảm mực nước hồi đầu tháng xuống còn 145 m, thấp hơn 30 m so với mực nước để đón nước lũ sắp tới. Phép thử với đập Tam Hiệp. Ông Zhao Yanggu, thành viên Ủy ban giảm nhẹ thiên tai quốc gia thuộc Bộ Quản lý Khẩn cấp Trung Quốc cảnh báo, dù vai trò chính của dự án Tam Hiệp có thể giảm sức ép kiểm soát lũ dòng chảy chính, nhưng các vùng hạ lưu vẫn đối mặt với các thách thức lớn từ lượng mưa theo vùng có thể gây lũ lụt và ngập lụt ở quy mô nhỏ hơn. Một mối lo ngại khác là mùa bão thường xảy ra từ tháng này và khả năng trùng với mùa mưa lũ trong Dương Tử, đe dọa các vùng hạ lưu và khu vực đồng bằng. So với năm 1998, quy mô phát triển cao dọc theo sông Dương Tử đồng nghĩa với lũ lụt có thể gây thiệt hại kinh tế gấp 10 lần. Tuy nhiên, công nghệ và cải tiến quy trình liên quan tới hệ thống ứng phó khẩn cấp góp phần tăng khả năng ứng phó lũ lụt và giảm thiểu tác động, các chuyên gia nhận định.
Chuyên gia Gao Jianggu cho rằng Trung Quốc hiện chuẩn bị ứng phó lũ lụt tốt hơn với dự báo và cảnh báo chính xác hơn về các dữ liệu thủy văn, khí tượng, quy trình logistics và phối hợp với các nguồn lực cũng được nâng cao, tăng khả năng sẵn sàng cho các tình huống cấp bách liên khu vực. Trung Quốc hiện cũng có nhiều máy móc chuyên nghiệp hơn để gia cố bờ, sơ tán và tái thiết sau lũ lụt. Tại Giang Tây, Thời báo Hoàn Cầu cho hay máy bay không người lái được triển khai để theo dõi lũ lụt và các sự kiện địa chất khác ở các khu vực bị ảnh hưởng và phát hình ảnh trực tiếp để hỗ trợ công tác cứu hộ và cứu trợ tốt hơn. Theo các nhà phân tích, lượng mưa bất thường ở lưu vực sông Dương Tử trong năm nay không chỉ là phép thử với dự án Tam Hiệp mà còn là cuộc thử nghiệm cho toàn bộ cơ chế ứng phó thảm họa của Trung Quốc. Đỉnh lũ Dương Tử số 1 hình thành vào 10 ngày trước và hồ chứa Tam Hiệp đã thuận lợi ứng phó được. Sông Dương Tử thường có từ 7 đến 8 đỉnh lũ mỗi năm trong giai đoạn từ cuối tháng này đến đầu tháng tới. Do đó, thử thách lớn nhất của thiên nhiên vẫn chưa đến, chuyên gia Gao nói. Đập Tam Hiệp ở Trung Quốc có thể làm trầm trọng hơn lũ lụt tại Vũ Hán, khiến thành phố này phải chịu thảm họa kép trong năm nay sau khi tái bùng phát đợt dịch COVID-19. Tỉnh Hồ Bắc có đập Tam Hiệp khổng lồ để điều tiết dòng chảy của sông Dương Tử, con sông dài nhất châu Á. Dự án đập Tam Hiệp, đập thủy điện trọng lực lớn nhất thế giới, được xây dựng từ năm 1994 đến năm 2012, nhưng có một lịch sử gây tranh cãi. Từng là tâm chấn dịch COVID-19, Vũ Hán năm 2020, thủ phủ tỉnh Hồ Bắc đang đối mặt với lũ lụt nghiêm trọng. Thảm họa thứ hai tấn công thành phố 11 triệu dân trong vòng một năm. Chính quyền Trung Quốc đã đưa ra cảnh báo đỏ về mưa lũ cấp cao nhất cho nhiều vùng bị ngập trong những cơn mưa xối xả. Tỉnh Hồ Bắc là một trong số đó. Được làm từ bê tông và thép, đập Tam Hiệp có chiều dài 2.355m và đỉnh đập cao 185m trên mực nước biển. Công trình đã sử dụng 27,2 triệu mét khối bê tông, chủ yếu cho thành đập, 463.000 tấn thép, đủ xây 63 thép Eiffel, đào 102,6 triệu mét khối đất. Thành đập cao 181m so với nền đá, mực nước đập cao nhất tối đa 175m trên mực nước biển, cao hơn mực nước sông ở hạ nguồn 110m. Vùng hồ chứa đập Tam Hiệp có chiều dài trung bình khoảng 660 km và rộng 1,12 km. Vùng hồ chứa có thể tích 39,3 km khối và tổng diện tích bề mặt nước 1.045 km2. Tuy nhiên, đập Tam Hiệp gây tranh cãi khi các nhà môi trường từ lâu đã cáo buộc rằng các hồ chứa làm tăng nguy cơ sạt lở, lũ lụt và thiệt hại cho hệ thống sinh thái sông Dương Tử. Theo Bộ Bách khoa Toàn thư Brantinica, đập Tam Hiệp được cho là bảo vệ hàng triệu người khỏi lũ lụt định kỳ ở lưu vực sông Dương Tử, mặc dù mức độ hiệu quả của nó trong vấn đề này cũng đã gây tranh luận. Bên cạnh đó, Brantinica cũng lưu ý 1.200 địa điểm có tầm quan trọng về lịch sử và khảo cổ học từng nằm giữa dòng sông Dương Tử đã biến mất trong quá trình xây đập Tam Hiệp. Vũ Hán tổn thất dự án đầu tư mới vì đập Tam Hiệp. Lo ngại về an toàn của đập Tam Hiệp, công ty điện tử Đài Loan đã từ chối lời mời đầu tư vào thành phố Vũ Hán của Trung Quốc. Theo đó, phát biểu tại một diễn đàn ở Đài Loan, Trung Quốc mới đây, ông Wu Cheng, người sáng lập công ty điện tử Đài Loan Delta Electronics cho biết, ông đã theo dõi những diễn biến ở Trung Quốc trong thời gian gần đây. Mặc dù công ty của ông đã nhiều lần được yêu cầu đầu tư vào thành phố Vũ Hán, nhưng công ty luôn từ chối và một trong những lý do là lo ngại về sự ổn định của đập Tam Hiệp. Tờ Liberty Times đưa tin, theo ông chủ Delta Electronics, đập Tam Hiệp có thể đã được thiết kế đúng cách vào thời điểm xây dựng, nhưng biến đổi khí hậu đã khiến thời tiết khắc nghiệt trở nên phổ biến hơn. Ông Ruchen nói thêm rằng, có nhiều nghi ngờ về việc liệu đập Tam Hiệp có chịu được thời tiết khắc nghiệt do nóng lên toàn cầu hay không. 27 khu vực cấp tỉnh ở Trung Quốc đã bị vùi dập bởi mưa lớn và lũ lụt lan rộng, khiến các chuyên gia Trung Quốc đặt câu hỏi liệu đập Tam Hiệp, đập thủy điện lớn nhất thế giới có thể chịu được thời tiết khắc nghiệt hay không. Kính thưa quý vị và các bạn, kỷ nguyên xây các siêu đập ở Trung Quốc như đập Tam Hiệp có thể sắp kết thúc và nước này đang chuyển hướng sang các dự án thủy điện nhỏ hơn, đồng thời tăng cường điện mặt trời và điện gió. Những siêu đập cuối cùng. Đập Tam Hiệp đã khánh thành tổ hợp phát điện đầu tiên của nhà máy thủy điện khổng lồ Âu Đông Đức Udong Dê. Nhà máy thủy điện trên sông Kim Sa, đoạn thượng du của sông Dương Tử là một trong những dự án thủy điện lớn nhằm thúc đẩy sự phát triển chất lượng cao của vành đai kinh tế sông Dương Tử.
cách đó 170 km xuôi dòng sông Kim Sa là đập Bạch Hạc Than Bia Tan, đập thủy điện khổng lồ đã đi vào hoạt động từ năm 2021. Ô Đông Đức có tổng công suất lắp đặt lên tới là 10,2 triệu kW với công suất phát điện ước tính hàng năm là 38,91 tỷ kWh, Tân Hoa Xã cho hay. Khi hoạt động hết công suất dự kiến vào tháng 7 năm 2021, hai nhà máy thủy điện khổng lồ này sẽ sản xuất nhiều điện hơn mọi nhà máy điện ở Philippines cộng lại. Chúng là hai siêu đập cuối cùng trong kỷ nguyên bùng nổ xây dựng của Trung Quốc đã tồn tại hơn nửa thế kỷ. Kỷ nguyên này cũng làm dấy lên tranh cãi ngày càng gay gắt về sự đánh đổi giữa lợi ích của năng lượng tái tạo, phòng chống lũ lụt với cái giá phải trả về xã hội và môi trường. Hết kỷ nguyên siêu đập, sau Âu Đông Đức và Bạch Hạc Than, không có con đập nào có công suất lớn hơn 10 GW đang được xây dựng và đang lên kế hoạch ở Trung Quốc. Theo Pavan Vikaranam, nhà phân tích điện cao cấp tại công ty phân tích dữ liệu Global Data của Anh, ông cho rằng dù Trung Quốc có hệ thống thủy điện lớn nhưng nước này gần như đã cạn kiệt các vị trí tiềm năng cho những siêu đập mới. Các vị trí xây dựng siêu đập khổng lồ vẫn còn nhưng chúng rất khó tiếp cận. Nổi bật nhất sẽ là đập Muto trên sông Yalung Thanspo, con sông dài nhất trong khu tự trị Tây Tạng có công suất tới 38 GW, gần gấp đôi đập Tam Hiệp. Chính phủ Trung Quốc vẫn đang nghiên cứu tính khả thi của dự án, song nhiều chuyên gia cho rằng tính khả thi của dự án này không cao. Khi không phát triển được ở trong nước, ngành công nghiệp xây đập của Trung Quốc đang mở rộng ra nước ngoài. Các nhà nghiên cứu tại Trung tâm Chính sách Phát triển Toàn cầu của Đại học Boston cho biết, các ngân hàng phát triển lớn của Trung Quốc đã tài trợ cho các dự án thủy điện trên toàn cầu gần 44 tỷ đô la Mỹ kể từ năm 2000. Bên trong đập Tam Hiệp khổng lồ của Trung Quốc khiến thế giới choáng ngợp. Đập Tam Hiệp được giới chuyên gia Trung Quốc đánh giá là thiết kế với khả năng chịu đựng những cơn lũ nghiêm trọng, chỉ có thể xảy ra 1.000 năm một lần. Trong khi đó, thế giới vẫn đặt ra nhiều lo ngại về sự an toàn của con đập này. Đập Tam Hiệp là đập thủy điện lớn nhất thế giới, chặn trên sông Dương Tử dài nhất Trung Quốc, được làm từ bê tông và thép. Đập Tam Hiệp có chiều dài 2.355 mét và đỉnh đập cao 185 mét trên mực nước biển. Công trình đã sử dụng 27,2 triệu mét khối bê tông, chủ yếu cho thành đập, 463.000 tấn thép đủ xây 63 tháp Eiffel, đào 102,6 triệu mét khối đất, thành đập cao 181 mét so với nền đá, mực nước đập cao tối đa 175 mét trên mực nước biển, cao hơn mực nước sông ở hạ nguồn 110 mét. Vùng hồ chứa có chiều dài trung bình khoảng 660 km và rộng 1,12 km. Vùng hồ chứa có thể tích 39,3 km khối và tổng diện tích bề mặt nước 1.045 km². Khi hoàn thành, tổng diện tích đất bị ngập nước của hồ là 632 km² so với 1.350 km² diện tích bị ngập của đập Yekapu. Nơi đây còn được Trung Quốc xem như là một biểu tượng ví ngang với vạn lý trưởng thành và có rất nhiều du khách muốn đến tham quan. Các máy phát điện chính nặng khoảng 6.000 tấn mỗi máy là sản phẩm của nhiều liên doanh công nghệ hàng đầu như Alstom, ABB Group, Kavner, General Electric, CMS. Đa phần các máy đều có hệ thống tản nhiệt bằng nước hoặc không khí giúp tiết kiệm và dễ bảo trì hơn. Đập Tam Hiệp bí mật mới bật mí khuất tất từ khâu phê duyệt. Hầu hết những người phản đối dự án cho rằng Quốc hội đã mặc định chấp thuận thông qua dự án đập Tam Hiệp trước cả khi bỏ phiếu. Thậm chí một số ý kiến chỉ ra rằng dự án đập Tam Hiệp đã được phê duyệt trước khi Quốc hội họp khá lâu. Được xây dựng trên con sông dài nhất Trung Quốc, đập Tam Hiệp là tham vọng của chính phủ Bắc Kinh trong việc xây dựng trạm thủy điện lớn nhất thế giới, cung cấp nguồn năng lượng sạch với giá rẻ cho thị trường tỷ dân, đồng thời ngăn chặn những trận lũ lụt khủng khiếp trên sông Dương Tử, vốn đã trở thành nỗi trăn trở của nhiều triều đại Trung Quốc. Trận lụt nghiêm trọng năm 1991 khiến hàng chục triệu người Trung Quốc mất nhà và hơn 3.000 người thiệt mạng, đã trở thành động lực chính thôi thúc Trung Quốc khởi động dự án. Ước tính thiệt hại trực tiếp từ trận lũ lụt tháng 9 năm 1991 lên tới 1/4 tổng ngân sách quốc gia Trung Quốc trong năm đó. Trong lịch sử Trung Quốc, lũ lụt luôn là vấn nạn hàng đầu của các triều đại, gây thiệt hại nặng nề về người và của. Tình hình lũ lụt trên sông Dương Tử thậm chí đang ngày càng trở nên nghiêm trọng kể từ những năm 1980 do nạn phá rừng, xói mòn đất và hàng loạt hệ lụy mà con người gây ra. Bên cạnh đó, đập Tam Hiệp cũng là tham vọng của chính quyền Bắc Kinh về việc tạo ra nguồn năng lượng sạch khổng lồ.
trong bối cảnh các nguồn năng lượng nhiệt than đang trở nên khan hiếm và ngày càng bị hạn chế do tác động môi trường quá lớn. Trung Quốc cần những dự án khổng lồ như thủy điện đập Tam Hiệp để tạo ra nguồn cung năng lượng dồi dào, thúc đẩy các kế hoạch phát triển công nghiệp quốc gia. Các chuyên gia khi đó đã nhận định rằng bất kỳ kế hoạch sản xuất thủy điện nào khác cũng không đủ để cung cấp điện đáp ứng được các mục tiêu của Bắc Kinh nếu không có đập Tam Hiệp. Vị trí địa lý thuận lợi của đập cũng giúp phân phối điện lên phía Bắc đến Bắc Kinh, xuống phía Nam đến Quảng Châu và mở rộng về phía Tây dọc thung lũng Dương Tử. Nhiều khúc tất trong quá trình phê duyệt dự án đập Tam Hiệp. Sau những trận lũ lụt gây hậu quả nặng nề trên sông Dương Tử năm 1951, chính quyền Trung ương Trung Quốc đã ra lệnh nghiên cứu và xây dựng một con đập như giải pháp giải quyết tình trạng này. Năm 1953, Chủ tịch Đảng Cộng sản Trung Quốc Mao Trạch Đông tiếp tục lặp lại ý tưởng này trong lời phát biểu rằng thay vì dành nhiều nỗ lực xây dựng các hồ chứa trên các nhánh sông mà vẫn không thể ngăn chặn lũ lụt, tại sao không tập trung mọi nỗ lực đó để xây dựng đập chặn đứng lũ tại Tam Hiệp? Từ năm 1955 đến năm 1957, các nhóm kỹ sư có sự hỗ trợ của Liên Xô đã tiến hành khảo sát khắp các thung lũng của sông Dương Tử, kèm theo đó là hàng loạt tranh luận giữa các học giả, chuyên gia, nhà phê bình về việc có nên xây dựng đập Tam Hiệp hay không. Thứ trưởng Bộ Điện lực Li Jun khi đó vẫn dẫn đầu phe phản đối, trong khi người đứng đầu văn phòng kế hoạch Dương Tử đảm nhận vị trí biện hộ cho dự án. Các tổ chức đơn vị ủng hộ dự án bao gồm Văn phòng Kế hoạch sông Dương Tử, Bộ Bảo tồn nước, Ủy ban Kế hoạch Nhà nước và các tỉnh hạ nguồn Dương Tử. Trong khi đó, Bộ Điện lực, Bộ Truyền thông và tỉnh Tứ Xuyên duy trì ý kiến phản đối. Trong thập niên 60 trở đi, nỗ lực xây dựng đập Tam Hiệp đã bị đình trệ và dần rơi vào quên lãng khi nền kinh tế Trung Quốc đối diện khủng hoảng thời cách mạng văn hóa. Cùng với đó, đến mãi năm 1978, ý tưởng và đập Tam Hiệp mới một lần nữa được đưa ra bàn luận. Sau hai thập kỷ ngủ yên, năm 1980, nhà lãnh đạo Trung Quốc Đặng Tiểu Bình đã đến thăm Tam Hiệp, dẫn đầu cuộc khảo sát và tham vấn hàng loạt nhóm chuyên gia nước ngoài từ Mỹ, Nhật Bản, Brazil và Canada. Dự án chính thức được đưa ra tranh luận trước Quốc hội đã bắt đầu quá trình phê duyệt vào ngày 3 tháng 4 năm 1992 sau khi Đại hội Nhân dân Trung Quốc thông qua dự án kiểm soát lũ lụt trọng điểm Tam Hiệp. Mặc dù 2/3 đại biểu đã bỏ phiếu thông qua, nhưng số phiếu phản đối cũng được cho là lớn kỷ lục. Nhiều nguồn tin giấu tên sau đó tiết lộ các quan chức cấp cao trong Quốc hội đã tự động phê duyệt các dự án trước khi đưa ra tranh luận. Hầu hết những người phản đối dự án cũng cho rằng Quốc hội đã mặc định chấp thuận thông qua dự án này trước cả khi bỏ phiếu. Thậm chí một số ý kiến chỉ ra rằng dự án đập Tam Hiệp đã được phê duyệt trước khi Quốc hội họp khá lâu và phiên họp Quốc hội năm 1992 thực chất chỉ để quyết định tên cho dự án. Cựu Thứ trưởng Bộ Điện lực, nhiều nhà khoa học cao cấp và một số nhà báo đã lên tiếng chống lại sự phê duyệt dự án này, nhưng tham vọng của một nhóm quan chức chính phủ về việc xây dựng một siêu đập trên sông Dương Tử nhằm thúc đẩy kinh tế Trung Quốc phát triển thần tốc để chiến thắng. Ngay cả khi đập Tam Hiệp được Quốc hội phê duyệt và bắt đầu xây dựng, hàng loạt cuộc biểu tình phản đối vẫn nổ ra tại Trung Quốc, đặc biệt tại khu vực tỉnh Hồ Nam. Các cuộc biểu tình chủ yếu do vấn đề di rời cư dân trong một khu vực rộng lớn để làm hồ chứa. Bên cạnh đó, nhiều vụ án tham nhũng vốn là điều cấm kỵ, ít khi được giới truyền thông nhắc đến vào thời điểm đó, cũng làm xấu đi cái nhìn về đập Tam Hiệp. Một số nhà khoa học từng cảnh báo rằng tình trạng lở đất đã xảy ra phổ biến trong khu vực hồ chứa do sự gia tăng mực nước ngầm gây áp lực lên hồ. Trận động đất cường độ lớn nhất lên tới 6,5 độ Richter. Việc tăng áp lực đáy hồ chứa có khả năng gây ra động đất mạnh hơn nữa. Nhiều minh chứng thực tế trên thế giới cũng chỉ ra rằng hơn 80 hồ chứa vừa và lớn đã xuất hiện lại động đất như vậy. Tính khả thi kỹ thuật của dự án liên quan đến việc cung cấp năng lượng, phân bổ giao thông đường thủy của con đập, cấp nước và rất nhiều thiệt hại môi trường khác cũng trở thành chủ đề tranh luận trong nội bộ Trung Quốc. Nhiều ý kiến phản đối cũng chỉ ra rằng con đập này có thể sẽ phá hủy vẻ đẹp tự nhiên, hùng vĩ của khu vực. Tốn nhiều thời gian, công sức mà không hiệu quả trong việc ngăn chặn lũ lụt như chính quyền Bắc Kinh tham vọng. Nhưng hầu hết với những lãnh đạo Trung Quốc, các quan chức nước này công nhận đập Tam Hiệp là một di sản tích cực, đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển kinh tế, trong bối cảnh thiếu hụt năng lượng trầm trọng hơn là mối đe dọa nghiêm trọng như lời cảnh báo. Nếu đập Tam Hiệp vỡ, điều gì sẽ xảy ra và dân cần trú ở đâu? Mưa lớn vẫn đang tiếp diễn ở khu vực phía Nam Trung Quốc, khiến nhiều tỉnh thành rơi vào tình trạng ngập lụt nghiêm trọng.
hôm vừa qua, đập Tam Hiệp phải mở 3 cổng xả để xả bớt lũ. Đập Tam Hiệp đang đặc biệt nhận được sự chú ý của dư luận khi phải chịu sức ép lớn do lượng nước dồn về từ sông Dương Tử. Tình hình mưa lũ năm nay ở Trung Quốc đang được đánh giá là tồi tệ nhất trong vòng 73 năm trở lại đây, có khoảng 400 đến 600 triệu người sống tại hạ lưu sông Dương Tử. Trong đó có các vùng thịnh vượng nhất như Vũ Hán, Nam Kinh, Thượng Hải. Nếu đập Tam Hiệp, con đập nằm ở tỉnh Hồ Bắc, bị vỡ, hậu quả sẽ xảy ra là ngoài sức tưởng tượng. Theo Epoch Times, các chuyên gia thiết kế Trung Quốc đã tiến hành nhiều thử nghiệm mô phỏng để xem liệu hậu quả sẽ ra sao nếu đập Tam Hiệp bị vỡ. Thử nghiệm cho thấy, nếu đập Tam Hiệp bị vỡ, 39,3 tỷ mét khối nước tràn xuống, ngay lập tức sẽ biến Nghi Xương, Hồ Bắc thành bình địa với khoảng 700.000 người thiệt hại. Một phần diện tích của tỉnh thành Hồ Bắc, Trùng Khánh và Tứ Xuyên sẽ ngập trong đại dương nước. Ngay sau vỡ đập sẽ là tình trạng lở đất nghiêm trọng. Theo các chuyên gia Trung Quốc, dòng lũ từ thượng nguồn đáng lo ngại hơn rất nhiều so với lượng nước tràn ra do vỡ đập. Nước từ thượng nguồn sông Dương Tử liên tục tràn về sẽ san phẳng nhiều tỉnh thành ở hạ nguồn. Thiệt hại về người và vật chất lúc này không thể đong đếm. Theo thử nghiệm mô phỏng, nếu sự cố vỡ đập thực sự xảy ra, nơi tránh trú an toàn nhất sẽ là Thần Nông Giá, khu vực nằm ở phía tây bắc của tỉnh Hồ Bắc. Thần Nông Giá sẽ là lựa chọn làm điểm trú ẩn. Thần Nông Giá có diện tích khoảng 3.250 km2, điểm cao nhất ở khu vực này lên đến 3.105 m. Thần Nông được miêu tả là đầu có sừng như bò, đuôi bọ cạp, chân rết. Thần Nông cũng được xem là vị thần bảo hộ tính mạng, sức khỏe của người Trung Quốc. Một số chuyên gia thủy lợi Trung Quốc cho rằng điều đáng lo ngại nhất đối với đập Tam Hiệp là động đất và tình trạng lở đất ở thượng nguồn. Hôm vừa qua, động đất kép đã xảy ra ở Tứ Xuyên và Quý Châu, khu vực thượng nguồn sông Dương Tử. Tác động của cơn địa chấn với đập Tam Hiệp ra sao vẫn chưa được làm rõ. OFI đưa tin, ở tỉnh Hồ Bắc, mưa lũ đã khiến ít nhất 198.200 người bị ảnh hưởng, 22.800 người phải rời khỏi nhà cửa tìm nơi tránh trú và 11.600 ngôi nhà bị hư hại. Ở Trùng Khánh, hơn 60.000 người bị ảnh hưởng và 2.035 người phải rời bỏ nhà cửa do mưa lũ. Theo Bộ Tài nguyên nước Trung Quốc, mực nước của 304 con sông ở 19 tỉnh thành Trung Quốc đã vượt mức cảnh báo lũ. Thông tin mới nhất từ Đài khí tượng Trung Quốc cho biết, trong 2 ngày tới, khu vực Tây Nam Trung Quốc sẽ tiếp tục đón mưa lớn, nhiều khả năng xảy ra lũ quét ở một số nơi. Bất chấp hậu quả với môi trường và xã hội vẫn chưa có dấu hiệu cho thấy Trung Quốc sẽ dừng theo đuổi tham vọng xây dựng siêu đập thủy điện. Đầu tuần qua, Trung Quốc kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc. Theo giới phân tích, một trong những thành tựu sẽ được nhắc đến trong dịp này là việc xây dựng thành công đập thủy điện Bạch Hạc Than. Con đập có chiều cao 289 m, nằm trên sông Kim Sa, một nhánh của sông Dương Tử, ở rìa đông nam của cao nguyên Tây Tạng. Đây là dự án thủy điện lớn thứ hai thế giới chỉ sau đập Tam Hiệp, cũng của Trung Quốc. Và những trận bão lớn như vừa qua hay trận lũ lụt khủng khiếp vừa rồi đã xảy ra lại khiến người ta hoài nghi và đặt ra dấu hỏi về cái giá phải trả cho tham vọng xây dựng siêu đập thủy điện của Trung Quốc. Để đi sâu hơn về vấn đề này, hãy cùng Tin Mới bình luận và phân tích. Từ trước đến nay, Trung Quốc luôn tự hào là nhà nhập khẩu và xuất khẩu lớn nhất thế giới, và giờ là quốc gia sở hữu những con đập lớn nhất thế giới. Đập Tam Hiệp là nhà máy thủy điện lớn nhất thế giới, có tổng công suất lắp đặt 22.500 MW. Còn đập Bạch Hạc Than là đập máy vòm lớn nhất thế giới và cũng là dự án đầu tiên trên thế giới sử dụng tổ hợp phát điện thủy lực khổng lồ. Nhà máy thủy điện Bạch Hạc Than bắt đầu vận hành đầu tháng 7 năm 2021. Theo Hoàn Cầu Thời báo, siêu nhà máy thủy điện nằm trên sông Kim Sa, một nhánh của thượng lưu sông Dương Tử, có tổng chi phí xây dựng 220 tỷ nhân dân tệ, khoảng 34,07 tỷ đô la. Kể từ khi bắt đầu xây dựng đập Bạch Hạc Than vào năm 2017, dự án đã phải vượt qua những thử thách kỹ thuật cực kỳ khó khăn, phá vỡ một số kỷ lục thế giới, bao gồm hang ngầm lớn nhất, thông số chống địa chấn lớn nhất của đập cao 300m và đập tràn lớn nhất. Nhà máy thủy điện đập Bạch Hạc Than sử dụng 16 tuabin, mỗi tuabin có công suất 1.000 MW, đưa tổng công suất lắp đặt lên 16.000 MW. Con đập này gây chú ý không chỉ bởi kích thước khổng lồ của nó, mà còn ở tốc độ triển khai dự án thần tốc, khiến không ít chuyên gia phải ngạc nhiên. Dù gặp nhiều khó khăn về mặt kỹ thuật do địa hình xa xôi và hiểm trở, Trung Quốc chỉ mất 4 năm để hoàn thành đập Bạch Hạc Than, với tổng chi phí xây dựng 220 tỷ nhân dân tệ, khoảng 34,7 tỷ đô la Mỹ.
He Wei, Giám đốc Sở Xây dựng và Kỹ thuật Trạm Thủy điện Bạch Hạc Than cho biết rằng việc đưa hai tổ máy phát điện đầu tiên của nhà máy Thủy điện Bạch Hạc Than vào vận hành phản ánh sự phát triển của công suất tổ máy phát điện thủy điện của Trung Quốc từ 300.000 kW lên 700.000 kW và cuối cùng là 1 triệu kW. Ông He lưu ý rằng trước đây Trung Quốc dựa trên cảm hứng từ những tiến bộ trong khoa học và công nghệ nước ngoài để xây dựng đập Tam Hiệp. Nhưng trong dự án Bạch Hạc Than, Trung Quốc đã xây dựng hoàn toàn độc lập bằng công nghệ của mình. Để chứa 16 tổ máy phát điện khổng lồ, hai siêu trạm điện dài 438 m và cao 88,7 m. đã được xây dựng dưới những ngọn núi ở cả hai bên của con đập, biến chúng trở thành nhà máy điện ngầm lớn nhất trên thế giới. Tổng chiều dài của các đường hầm để phát điện và kiểm soát lũ lụt là khoảng 217 km, tương đương khoảng cách từ Thượng Hải đến Ninh Ba, tỉnh Chiết Giang. Để xây căn hầm dưới lòng đất, người ta đã đào tới 25 triệu mét khối, đủ để xây 10 kim tự tháp Ai Cập. Việc xây dựng một con đập trong thung lũng hẹp hình chữ V của sông Kim Sa có giới hạn về không gian và phải đối mặt với các điều kiện địa chất cực kỳ phức tạp. Tuy nhiên, quá trình xây dựng thành phố ngầm này chỉ mất khoảng 4 năm để hoàn thành. Việc xây dựng đập Bạch Hạc Than cũng đòi hỏi sự đổi mới đáng kể trong thiết bị kỹ thuật thủy điện và kỹ thuật xây dựng của Trung Quốc. Trong các khoang ngầm ở tả ngạn của đập Bạch Hạc Than, có 3 đường hầm đập tràn được mô tả là những kiệt tác kỹ thuật và nghệ thuật. Mỗi hầm vượt lũ dài hơn 2.000 m, diện tích tràn hơn 200.000 m. Chúng có thể chịu được lưu lượng lớn hơn 12.000 m khối một giây và tốc độ dòng chảy cao 47 m một giây. Có thể lấp đầy toàn bộ Hồ Tây, diện tích 650 ha, sâu trung bình 3 m chỉ trong 18 phút. Nó trông giống như một tác phẩm nghệ thuật vì loại bê tông mới có bề mặt nhẵn và chắc tạo hiệu ứng phản chiếu. Độ lệch trung bình của toàn bộ tường tràn nhỏ hơn 2mm, khối đá ở thung lũng nơi đặt nhà máy thủy điện Bạch Hạc Than rất dễ vỡ. Thêm vào đó, hình dáng tổng thể của đường hầm đập tràn do chúng tôi thiết kế giống như một đường dây tàu lượn siêu tốc Wang Xiong 2. Giám đốc dự án đường hầm đập tràn Bạch Hạc Than cho hay dung tích kiểm soát lũ lụt của đập là 7,5 tỷ mét khối. Ông Wang nói, sông Dương Tử từng là một con sông mà con người không thể khai thác và sử dụng. Nhưng giờ đây, lũ lụt của Dương Tử không còn là một con quái vật nữa, mà là một nguồn tài nguyên. Ngoài ra, đập thủy điện lớn thứ hai thế giới còn được gắn hàng nghìn cảm biến, có thể đo nhiệt độ, biến dạng, ứng suất và các thông tin quan trọng khác. Theo giới phân tích, việc Trung Quốc xây dựng các đập thủy điện lớn nói trên không chỉ nhằm mục đích giúp nước này đảm bảo an ninh nguồn nước như những gì Bắc Kinh tuyên bố. Chúng cũng được coi là đòn bẩy mà Trung Quốc có thể sử dụng để gây sức ép với các quốc gia ở khu vực hạ nguồn, chẳng hạn bằng cách xây dựng 11 con đập khổng lồ trên sông Mekong ở đoạn trước khi con sông này chảy vào Đông Nam Á. Trung Quốc đã cắt đứt dòng chảy tự nhiên của các con sông, dẫn đến sự sụt giảm đột ngột về mực nước đối với các quốc gia hạ nguồn sông Mekong. Chúng ta cùng nhìn lại những cảnh báo mà quân đội Trung Quốc gần một con đập ở miền Trung nước này đã bị mưa lũ làm hư hỏng nghiêm trọng và có thể đổ sập bất kỳ lúc nào vào tuần vừa qua. Cơ quan khí tượng Thủy văn đã đưa ra cảnh báo mức cao nhất cho tỉnh Hà Nam vì mưa lớn đã gây gián đoạn trên diện rộng và nhiều người phải sơ tán. Lũ lụt thường xuyên xảy ra ở Trung Quốc trong mùa mưa, gây ra tình trạng hỗn loạn và phá hỏng đường xá, mùa màng và nhà cửa. Nhưng tình hình trở nên nghiêm trọng hơn trong những năm gần đây. Một phần vì việc xây dựng hàng loạt những đập thủy điện và đê gây gián đoạn các dòng chảy của sông Hồ. Ở thành phố Trịnh Châu gần đó, ít nhất một người đã thiệt mạng và hai người khác mất tích. Từ khi mưa to bắt đầu ở thành phố này, Nhân dân Nhật Báo đưa tin. Báo chí địa phương cho biết hai người thiệt mạng vì tường đổ vào người. Theo cơ quan khí tượng địa phương, mưa ở đây đạt mức cao nhất kể từ mốc kỷ lục cách đây 63 năm. Giới chức đã đóng hệ thống đường ngầm bị ngập nước của Trịnh Châu và hủy hàng trăm chuyến bay. Những video được đưa lên mạng chưa được xác minh cho thấy nhiều hành khách trong tàu ngầm ngập nước ở Trịnh Châu đu vào tay nắm khi nước dâng lên ngang vai và một số người đứng cả lên ghế. Trên tài khoản Weibo, lực lượng cứu hỏa chia sẻ các bài báo về những hành khách được cứu khỏi đoàn tàu mắc kẹt nhưng không cho biết gì thêm. Tài khoản của một hành khách nói rằng nhân viên cứu hộ đã mở cửa trên nóc toa tàu để cứu từng người ra ngoài. Trước đó, Bộ Thủy lợi nước này cho biết hai đập thủy điện ở vùng Nội Mông của Trung Quốc vừa bị vỡ do mưa lớn. Hai đập thủy điện ở thành phố Hulubia bị vỡ từ chiều ngày thứ Bảy.
hồ chứa của hai đập có sức chứa tổng cộng 46 triệu mét khối. Bộ Thủy lợi Trung Quốc nói rằng những người dân sống dưới hạ nguồn đã được sơ tán và không xảy ra thương vong nào. Bộ này cho biết sự cố xảy ra sau khi khu vực có mưa lớn lên tới 223mm ở khu vực trạm đo Morindawa. Thời tiết cực đoan đang xảy ra ở nhiều khu vực trên thế giới trong những tuần gần đây, nhất là lũ lụt ở châu Âu và sóng nhiệt ở Bắc Mỹ, làm dấy lên lo ngại về tình trạng biến đổi khí hậu. Chính quyền thành phố Hulupia thông báo trên WeChat rằng 16.660 người đã bị ảnh hưởng, 326.622 hecta đất nông nghiệp bị nhấn chìm, nhiều cây cầu và các cơ sở hạ tầng giao thông khác bị phá hủy. Những đoạn phim được đưa lên mạng xã hội cho thấy một con đập bị nước cuốn phăng, nhấn chìm những cánh đồng xung quanh. Nhà nghiên cứu địa chiến lược Brahma Chelani thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chính sách New Delhi, Ấn Độ cho rằng Bắc Kinh có lẽ chưa lường trước được hậu quả mà chiến lược của họ gây ra. Theo ông, cái giá phải trả sẽ là rất lớn, vượt ra những mâu thuẫn và căng thẳng giữa Bắc Kinh với các nước láng giềng. Trong hai thập kỷ qua, Trung Quốc đã tiến hành các cuộc cách mạng lớn để giảm phụ thuộc vào nguồn năng lượng không tái tạo. Bắc Kinh ngày càng quan tâm tới thủy điện, nguồn năng lượng dễ tiếp cận do địa hình đa dạng nhằm tạo ra nguồn cung cấp điện ổn định. Thế nhưng, việc nước này xây dựng ồ ạt các con đập đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường của các hệ thống sông lớn ở châu Á, trong đó có hai con sông huyết mạch của Trung Quốc là Hoàng Hà và Dương Tử. Những con đập khổng lồ đang phá hủy hệ sinh thái, khiến cho nhiều loài thực vật và động vật nước ngọt phải đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng, làm co hẹp diện tích các đồng bằng, giảm độ màu mỡ của đất đai ven sông, thậm chí thải ra nhiều khí CO2 hơn những nhà máy thủy điện sử dụng nhiên liệu hóa thạch. Riêng sự cố vỡ đập Bakiao năm 1975 đã khiến 230.000 người thiệt mạng. Trong thời gian qua, Trung Quốc đã nâng cao năng lực xây dựng, khiến các con đập trở nên kiên cố và vững chãi hơn. Tuy vậy, vẫn còn rất nhiều con đập được xây dựng ở thời kỳ đầu đang trong quá trình xuống cấp, luôn tiềm ẩn nguy cơ rủi ro khi thời tiết xấu. Chưa kể các dự án xây đập đã khiến một số lượng lớn người dân phải di dời. Khi Trung Quốc chuyển trọng tâm từ các con sông ở vùng trung tâm sang các con sông ở khu vực có thưa người sinh sống, thì những cộng đồng dân tộc thiểu số vốn chịu thiệt thòi về kinh tế và văn hóa của nước này sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng hơn cả. Bất chấp hậu quả về môi trường và xã hội, vẫn chưa có dấu hiệu cho thấy Trung Quốc sẽ dừng theo đuổi tham vọng thủy điện. Nước này đang có kế hoạch xây dựng một đập lớn ở Tây Tạng, có khả năng tạo ra sản lượng điện nhiều gấp 3 lần đập Tam Hiệp trên sông Yalun Sangpo, ở đoạn trước khi con sông ra khỏi Himalaya và chảy vào Ấn Độ. Con sông này mang tên Brahmaputra khi đến Ấn Độ và Menga khi chảy vào Bangladesh. Để đối phó với kế hoạch xây siêu đập của Trung Quốc, chính phủ Ấn Độ đã đưa ra ý tưởng xây dựng một con đập khác trên sông Brahmaputra nhằm tăng cường việc thiếu nước và vô hiệu hóa ảnh hưởng của dự án mà Bắc Kinh theo đuổi. Đến thời điểm này, có hai luồng ý kiến, một ủng hộ chủ trương cho phát triển thủy điện của Trung Quốc, một cực đoan đổ lỗi cho tham vọng thủy điện ngút trời của Trung Quốc là nguyên nhân gây nên lũ lụt. Thời tiết khắc nghiệt đã ảnh hưởng tới vài khu vực của Trung Quốc những tuần gần đây. Trong khi đó, châu Âu hứng mưa lớn, lũ lụt còn Bắc Mỹ nóng kỷ lục. Điều này đã gây thêm nhiều lo ngại về tình trạng biến đổi khí hậu. Vậy theo bạn, nguyên nhân của những trận lụt lịch sử vừa qua tại Trung Quốc là gì?